Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Trong video lần trước tôi sẽ chia sẻ rất là nhiều các cái chiến lược phát triển kinh doanh. Ở trong video lần này tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chiến lược để gia tăng doanh số, giúp cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cái cửa hàng, các cái chuỗi bán lẻ có thể giúp tăng được doanh số một cách nhanh chóng. Vâng, ở trong các cái trong quá trình kinh doanh thì chúng ta sẽ tìm ra được khoảng thời gian cung giờ vàng, hay còn gọi là những cái thời gian mà trong ngày có lượng khách hàng đến cửa hàng mình đông nhất, hay còn gọi là giờ cao điểm. Nếu như chúng ta biết thống kê, chúng ta ghi nó lại để chúng ta biết được cái thời điểm nào trong ngày đó là giờ cao điểm của cửa hàng nhà mình, thì chúng ta ai cũng mong muốn lúc nào cửa hàng của mình cũng tấp nập, đúng không ạ? Lúc nào doanh nghiệp của mình cũng tấp nập khách hàng. Bên cạnh đó có những lúc giờ thấp điểm. Thế vậy giờ thấp điểm làm thế nào để gia tăng, kéo được doanh số tới tăng lên? Làm thế nào để kéo được khách hàng tới cửa hàng mình? Làm thế nào để khách hàng tới được shop của mình? Nhờ đó để chúng ta đẩy được doanh số ở giờ thấp điểm lên. Thì trong cái video lần này tôi sẽ chia sẻ một cái trải nghiệm của bản thân. Và cái trải nghiệm này có thể giúp được anh chị chủ doanh nghiệp, chủ shop hút được khách về trong những giờ thấp điểm. Ở giờ thấp điểm thì các bạn muốn hút được khách hàng về thì các bạn phải ra những cái chương trình, ra những cái chiến lược làm thế nào để thu hút được khách hàng tới. Thì ở trong video này thì tôi chia sẻ một cái chiến lược vô cùng tuyệt vời, đó là quà tặng. Ở các bạn tính toán cái giờ thấp điểm của doanh nghiệp mình, giờ thấp điểm của cửa hàng mình, giờ thấp điểm của shop mình, và các bạn đưa ra những cái chương trình, có thể là tặng một cái món quà gì đấy, giá không thay đổi nhé, giá sản phẩm không thay đổi, giá các bạn giữ nguyên, không hạ giá giờ thấp điểm, mà chúng ta sẽ tăng giá trị cho khách hàng lên bằng cách là tặng một món quà, tặng thêm dịch vụ tư vấn, tặng thêm dịch vụ chăm sóc khách hàng để gia tăng giá trị cho khách hàng ở những giờ thấp điểm, làm thu hút kích cái nhu cầu của khách hàng lên. Ví dụ tôi lấy ví dụ như này, hôm nay tôi vào Sài Gòn công tác thì tôi có một bữa trưa rất là ngon ở một cái quán bán bún riêu miền Tây. Thì tôi có hỏi chị chủ quán, đó là giờ cao điểm của chị là giờ nào, thì chị có nói là giờ từ 11 giờ đến 12 giờ. Giờ đó thì tôi nhìn thấy là cái cửa hàng rất là nhỏ, chỉ có khoảng chục cái ghế ngồi thôi, thì làm thế nào để phục vụ được nhiều khách hàng hơn? Thì bên cạnh đó thì tôi có hỏi chị nói là lúc 10 giờ đến 11 giờ đó là giờ cao điểm của cửa hàng. Khách hàng tới thì họ phải xếp hàng rất là dài, một hàng dài xếp hàng chờ đợi lần lượt để khi những khách hàng vào trước kết thúc đi ra thì họ mới có chỗ để ngồi để ăn bữa trưa. Và tôi có chia sẻ với chị một cái chiến lược, đó là những khách hàng thường xuyên tới thì chị có thể truyền thông cho họ biết được là nếu như khách hàng tới ăn vào lúc 10 giờ đến trước 11 rưỡi thì chị sẽ tặng và đó là một cái cốc trà hay một cốc đồ uống hoặc là một cái món ăn nào đó miễn phí, để làm sao những cái người khách hàng thường xuyên họ sẽ di chuyển đến cửa hàng của chị ăn sớm hơn, họ được ăn vẫn những cái suất ăn chất lượng như bình thường. Ngoài ra họ còn được thêm một phần đồ uống miễn phí, có thể là cốc trà miễn phí, cốc trà đá miễn phí, hoặc là một cốc trà xanh miễn phí, hoặc là một cốc gì đó miễn phí. Đó là một cái chiến lược rất tuyệt vời, tặng cho họ thêm một cái sản phẩm, một cái món quà nào đó để thu hút họ đến cái giờ cao thấp điểm, làm cho cái giờ cao điểm bớt cái gánh nặng về hạ tầng, bớt gánh nặng về nhân viên phải phục vụ giờ cao điểm. Và bên cạnh đó giờ thấp điểm thì họ đến với mình, và lúc đó cái doanh thu của mình sẽ được tăng lên ở những giờ thấp điểm, đặc biệt là giờ buổi sáng hoặc là những giờ buổi chiều. Và các cái chương trình, ví dụ như là chủ shop, các anh chị hoàn toàn có thể dự sử dụng các chiêu này, có thể là chủ shop spa, có thể là các cái chủ shop về thời trang, có thể các chủ shop về mỹ phẩm, có thể là các chủ shop về bán dịch vụ đồ ăn uống. Thì đây là một cái chiến lược vô cùng tuyệt vời. Chiến lược là gì? Tặng quà cho khách hàng tới mua hàng giờ thấp điểm. Đây là chiến lược mà trong kinh doanh anh chị muốn thành công hoặc là muốn tăng doanh số, anh chị phải biết cái chiêu thức này. Đó là một cái chiến lược vô cùng tuyệt vời. Anh chị hãy ghi lại: chiến lược tặng quà cho khách hàng tới mua hàng giờ thấp điểm. Ok chưa ạ? Vâng, hãy ghi lại. Phạm Thành Biên xin gửi lời chào tới tất cả anh chị đang theo dõi video của Phạm Thành Biên trên kênh YouTube. Những video tiếp theo Phạm Thành Biên sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những các cái chiến lược kinh doanh, các chiến lược đầu tư, làm thế nào để gia tăng được doanh số, làm thế nào để tối đa hóa được lợi nhuận. Đây là một cái chương trình video dài tập. Rất mong anh chị hãy subscribe, hãy đăng ký vào kênh của Phạm Thành Biên, hãy share video này lên tường của mình để cho nhiều người hơn nữa có thể tiếp cận được những cái trải nghiệm, những cái tri thức từ kinh doanh và đầu tư. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở các video tiếp theo.